Hey hey, chào buổi sáng. Và bây giờ là buổi sáng của mình. Hôm nay mình đổi góc quay qua bên này. À, tiếp theo là mình sẽ làm một cái bàn uống cà phê buổi sáng. Thấy cuộc sống mà. Hey. Cuộc sống mà. Ấm nước, mình sẽ bắt ấm nước lên. Có quy định chưa là đặt vị lên để không là nó lì ụp mẹ nữa. Không nó ụp nên mới có chuyện nói hôm qua nó bị ụp mà. Dạ. Thì hôm nay đừng có để ụp nữa. Không, hôm qua tao để lên vị. À rồi. Hôm qua bảo anh không bảo là vì mua bao thuốc mà khuya quá. Không có rồi thôi, hút xe ven. Thay về mình móc đầu hút rồi. Thì bây giờ về mình đồng rồi đi tặng một cái. Mình đồng gì? Không, mình tỉnh táo vì chơi đàn được. Hôm qua tao mới uống cà phê nè. Cái gì cà phê là sai chị đấy. Đang còn say rồi. À, hai đợt này chơi vui này. Nhiên ơi. Nhiên. Nhiên thôi. Chó mà nó đặt tên toàn tên người không. Nhiên ơi. Giờ là mình sẽ khiêng cái ghế này ra. Ôi dạ. Làm chi thì làm. Đang đó mình ngồi mình coi đó. Không coi được à? Tao đang quay mà. À đang quay à? Quay đi. Năm 7 tuổi tao bắt được một con ve và tao nghĩ đó là con ve chó. Không. Bơi đôi giày rửa trời mưa. À đâu thì tao làm miếng giặt thì tao phơi ngoài sương cho nó sạch để chủ nhật tao đi lễ. Dạ. Hôm nay thứ bảy đó, ngày mai chủ nhật đó. Ngày mai đi lễ sáng thôi chứ mấy lễ chiều đi rồi rung á, tối về là rung á. Lạnh quá hả? Lạnh chứ, rất lạnh mấy. Chứ mà buổi sáng đi lễ chắc là bị chen cực. Rửa thôi, ai cũng có phần. Đám đông ngoài kia không phải là sự sống. Đám đông ngoài kia là sự ồn ào ơi. Bởi mình chọn cách ở lại đây. Ai đến thì mình tiếp. Thế thôi, còn ai không đến thì thôi. Đã sắp cả. Ở đây nó không phải như Sài Gòn. Muốn uống cà phê chạy ra quán. Đi chạy ra quán tao nói nó cũng hơi căng á. Chắc cũng tầm 7 cây, 6 cây, 6 cây á. Thì ra chạy vô uống đường ly cà phê mất mệt. Mà ở đây cũng không phải như Sài Gòn, muốn có nước nóng là má đổ nước vô cái bình bấm cạch là có nước nóng. Không, đây muốn nước nóng phải sáng sớm phải mồi lửa và ngồi cái khói như thế này. Và hiện tại bây giờ là 7:10 buổi sáng ở một cái thung lũng cứt heo. Tại hôm qua nghe mùi cứt heo mà nên mình đặt tên là thung lũng cứt heo. Và mình ăn mặc như thế này rất là ok, cái vấn đề gì cả, cái gì rồi cũng sẽ quen hết. Đúng đấy. Đúng. À, giống như nhịn nỉa rồi cũng sẽ quen. Nhịn nỉa rồi có khi ra gặp quân chứ quen cái gì. Chí đã phá cà phê đâu. Có cà phê mình lên có đây. Không phải có cà phê tao mới hút thuốc mà. Có lửa là hút được rồi chứ cần gì có cà phê. Ở đây Duyên sao con hư thế? Vâng. Làm sao về được mùa đông? Đông sông đã hút điếu thuốc rồi mà. Bờ cát trắng. Đừng. Thôi đành rũ lòng mình vậy. Chưa. Và như mùa đông đã về. Thôi đành rũ lòng mình vậy. Cái beat, cái nhạc đang chơi đó. Ngồi bên này có vẻ nó không hợp phong thủy. Gió nó thổi khói đầy mặt hết. Mình là chuyển qua bên này mình ngồi. À, và buổi sáng thì mình sẽ nấu xong ấm nước. À, mình sẽ làm một ly cà phê. Thôi. Năm bảy cây không? Không, tao chưa chết, tao chưa ăn hoa quả đâu. Nhưng mà tao chết thì cho tao ăn hoa quả. Ăn tạm tại cây nè. Tao đâu có đói đâu. Hay là mình ăn khoai này. Cũng được, tí nướng khoai. Không, luộc khoai. Không, nướng. Phải nướng hả? Ok. Chứ nhỏ mày ăn khoai luộc chưa chán hả? Thực sự thì năm 7 tuổi
mình bắt được một con đai sầu thì mình đã nghĩ là có được cả mùa hè trong tay. Và năm 34 tuổi bắt được một hạnh phúc, mình đã nghĩ đó là mình có được cả cuộc đời trong tay. Nhưng không, cuộc đời mình là do mình. Oh, cảm ơn KFC á. Là mình sửa tăng chiều cao này. Ủa chứ mày thấy tao lùn lắm hả? Nhỏ không có sữa uống, toàn uống nước gạo mà. Nhiên, sao con ăn lung tung vậy? Làm sao về được mùa đông? Tí nữa tạm mày, tí nữa tạm mày ra phố về. Sống với bờ cao. Tại sao mà từ khi làm sao là làm sao? Nhớ subscribe ở đâu ta? Nói trên cái màn hình, subscribe ở đây hoặc là ở đây. Đang ở đâu thì đéo biết, nhưng đây đốt mà đốt. Nói về